không biết đi cốt. Quá cắt rồi. Tới chỉnh gầm luôn nha các bạn, lên đầu đám trên nè, để lại chiếc 825 đó, hốt cái đó nha các bạn. 825 mà ngọt lớn quá. Mình xin muốn chào các bạn, ghi hình chiếc 920 vô đang dừng đường lấy cũ. Tám hai lăm này bắt đầu vô nha các bạn, ngược ánh nắng tối thui. 825 mang ngọt quá bự. Tám hai lăm đang dần đường lấy cũ các bạn. Cũng 2005 nha các bạn. Xe ở đầu bò cua chuyển dàn. Đi rò ngang hơi giặt nha các bạn. Đất hiện nay không có mưa không kính. Tới chỉnh gầm luôn nha các bạn, lên đầu đám trên nè, để lại chiếc 825 đó, hốt cái đó nha các bạn. 825 mà ngọt lớn quá. Tám hai lăm nó bắt đầu cũng đang chắc cổng các bạn, mang cái mọt 5 mét quá lớn, bắt đầu tới. Đen này đóng bẩn các bạn.
biết đi cốt. Quá cắt rồi. Cái 1825 nó giờ mình thấy khủng bố luôn. Người ta đón đầu lận, đón đi nhung là ra ngoài á. Nhưng mà mọi người đến hàng ngắn rồi. Chứ hỏi với tự nhiên cái vùng ở chơi cà về cắt khúc đó cái nhân chính. Màng mọt không chạy không nổi. Mọt bự quá. Bây giờ lùi lại đang ra khỏi đám không bạn. Đang ghe lại lấy dầm. Hơi ngược ánh nắng chút luôn là đầu ra nãy ra trước cái chiếc 85 nha các bạn. Đầu giờ đang ra đi rồi ngang nó giật. Đang ra sắp tới đường các bạn. Ngược ánh nắng hơi tối. Rồi, tới đường an toàn các bạn. 85 tiếp tục tới các bạn. Tiếp tục với nha các bạn. Nhịp này nữa là xong luôn nha các bạn. 85 nó bắt đầu ra nha các bạn. Đi cái mọt bự quá. Lên đường.
lớn quá các bạn, dài 1-5 mét rồi lên đường luôn các bạn. Mình xin được kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm chuông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ. Đồng này vẫn là đồng Xuân Lễ nha các bạn, đường đã đỏ Xuân Lễ luôn, đang làm đường.